Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều bạn quan tâm về cái sản phẩm trang trí trên chiếc xe Vario của mình ha. Thì đây là cái món đồ chơi ha, giúp cho các bạn là trang trí trên chiếc xe của mình nó sáng hơn, cũng như là giảm một phần nào đó về cái phần mà độ cung tay lái khi mà các bạn chạy ở tốc độ cao. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn cái loại gù thắt 350i chính hãng đã được tiện lọc sẵn, gắn được cho các dòng xe như là dòng xe Vario nè, dòng xe Honda Vision nè, dòng xe Honda e-Plus nè. E-Plus thì các bạn sử dụng được trong 125 nè, 150 nè, 160 từ đời 2016 đến đời 2023. Còn đối với dòng Vario thì các bạn sử dụng cho được xe 150 nè, 160 nè, đấy là từ đời 2018 đến đời 2023 ha. Còn dòng xe Honda Vision là các bạn sử dụng được cho tất cả các đời luôn. Đấy, thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn cái loại gù tiện lồng ha. Ở bên tay trái bên đây là cái loại gù này đã chưa tiện lồng. Tí nữa thì mình sẽ giới thiệu cuối video. Rồi, ở đầu video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái loại gù đã được tiện lồng sẵn. Nó sẽ có hai màu, màu bạc và màu đen. Đấy, và nó có hai cái loại ốc cho các bạn lựa chọn ha. Nếu các bạn nào thích kiểu hơn thì các bạn lựa chọn cái loại ốc Salaya 304 không gỉ này. Còn nếu mà các bạn muốn nó đơn giản hơn đấy thì các bạn lựa chọn cái loại ốc lục giác lock inox này. Bên kênh đó thì mình sẽ tặng kèm cho các bạn cái hai miếng lông đền này, nếu như những bạn nào mà muốn cho nó hở một tí so với cái phần ống tay lái á, thì các bạn chim vào để cho nó hở một tí ha. Còn các bạn nào muốn sát vào thì các bạn khỏi cần chim. Đối với cái phần tay lái bên phải thì nó sẽ có ống ga, nên là các bạn phải chim một cái lông đờn vào để cho nó hở một tí ha, để nó không cái gù này nó không có cạm vào ống ga của chúng ta. Đấy, rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu trước cho các bạn loại gù màu bạc này. Đấy, mình cầm trên tay này, các bạn nhìn thấy không, các ống ánh luôn. Và cái trọng lượng của cái cặp gù này ha, cặp gù này là 350g. Mình chưa tính lên ốc nha, chỉ tính hai cặp gù đơn này thôi. Đấy, nguyên một cặp này là 350g. Nếu mà tính luôn cả ốc luôn chắc cũng tầm khoảng được 400g. Rất là nặng nha các bạn nha, cực kỳ nặng luôn. Và đây, ở trong lồng thì họ đã tiện lồng sẵn luôn. Nhìn rất là ống ánh nha các bạn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Nó không giống như những cái loại hàng trên Shopee đâu. Đấy, hàng Shopee là thông thường thì nếu các bạn mà không xem kỹ thì các bạn sẽ mua những loại gù mà nó được gia công sẵn ở ngoài, nên là về cái chất lượng của nó sẽ không bằng. Đấy, cái loại này là loại thép được sơn tĩnh điện các bạn nha, nên là rất là sáng bóng luôn. Đấy, đây là cái màu bạc. Những bạn nào muốn cho nó chiếc xe của mình nó bóng hơn thì các bạn mua màu bạc này. Đó, màu bạc này thì bạn lựa chọn loại ốc Salaya hoặc là loại ốc này, tùy theo loại ha. Về giá cả thì các bạn nào quan tâm thì các bạn liên hệ với Zalo của mình ha, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn. Rồi, và những bạn nào thích cái tay lái mình nó tối hơn tí thì các bạn lựa chọn cái loại gù này. Loại gù này các bạn nhìn kỹ cái phần nước sơn ha. Đây là cái loại gù nước sơn tĩnh điện, nó rất là nhám nha các bạn nha, loại nhám nha. Còn nếu như các bạn nào mà mua ở trên mạng á mà nó loại đen này đen bóng á, là không phải là gù chính hãng nha. Đấy, các bạn lưu ý đi mình điều này giúp mình nha. Rồi, các bạn nhìn thấy chưa, cái loại gù của mình nè, đấy, chính hãng nè, nó bằng nước sơn nhám hoàn toàn luôn. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn nha. Đây, rất đẹp. Đấy, loại gù này ha. Nói chung là có hai cái option cho bạn lựa chọn ha, màu đen hay là màu bạc. Và ốc thì cũng có hai option luôn, ốc Salaya hoặc là ốc inox. Rồi, mình nhắc lại ha, thì hai loại gù này đó, hai cái màu sắc này đã được tiện lồng sẵn thì bạn sử dụng cho dòng xe e-Plus 125, 150, 160 từ đời 2018 đến đời 2023. Và dòng xe Honda Vision tất cả các đời, cũng như là dòng xe Vario cho 150 và 160. Và đó là cái gù đã được tiện lồng sẵn. Các bạn nào quan tâm thì các bạn hãy inbox trực tiếp qua Zalo của mình, mình có để số điện thoại ha. Đó. Rồi, tiếp đến một cái loại gù nữa. Loại gù này là không cần tiện lồng các bạn nha. Loại gù này là không cần tiện lồng. Loại gù này là mình không cần tiện lồng. Mình sẽ lắp được cho dòng xe SH nè, SH 125 nè, SH 150 nè, 160 nè. Và từ đời 2018 từ đời 2018 cho đến đời 2023. Đấy, các bạn mua loại gù này, các bạn gắn vào xe của mình. Ngoài ra thì các bạn sử dụng được cho dòng xe Honda WinX luôn ha, Honda WinX và dòng xe Vario 125. Thì mình sẽ
có hai sự lựa chọn ốc, đó là ốc Salaya, loại cái loại trụ như thế này, để cái loại trụ như thế này ha. Hoặc là các bạn lựa chọn ốc lục giác này, ốc lục giác này thì giá sẽ mềm hơn so với ốc Salaya. Thì cái loại bên đây thì chúng ta không cần phải sử dụng lông đền như bạn nha, tại vì mình không có tiền lông nên mình không cần phải lông đền. Đấy, thì ốc này thì nó rất là dài nha, tại vì nó không tiện lồng nên là chúng ta phải sử dụng loại ốc dài. Đó, nhìn rất đẹp luôn nha các bạn, cực kỳ đẹp. Rồi, thì loại này nó cũng có màu đen đó. Nhưng bạn nào thích màu đen thì inbox order với mình ha. Hiện tại thì mình có sẵn là màu bạc nè. Đây, mình sẵn cho bạn xem ở phần chính diện nè, bạn nhìn thấy chưa? Nhìn rất là óng ánh luôn nha. Đó, cực kỳ đẹp nha. Rồi, đây, sáng bóng luôn. Không chơi vào đâu được, rất là nặng các bạn nha, cực kỳ nặng luôn. Đó. Rồi, bên đây cũng vậy luôn. Đi một cặp nữa ha. Đây là loại gù chính hãng nha các bạn nha, nên các bạn xem hàng kỹ. Đó, các bạn nhìn thấy cái viền chỗ này nè, đây chỗ này nè, nhìn rất là đẹp, rất là óng ánh nha các bạn. Rồi, thì cái loại này chưa tiên lồng thì giá sẽ rẻ hơn so với loại đã tiên lồng. Tại tiên lồng thì mình phải đem ra ngoài cho thợ ngoài họ gia công nữa. Đó. Nên là cái giá bên đây nó sẽ mắc hơn. Thì loại này thì giá trung bình tầm khoảng là 270 đến 290. Còn loại này thì tầm khoảng là 230 đến 250. Đó, tùy theo loại ốc nha các bạn nha. Còn các bạn mua trên mạng thì 100 mấy, 120, 150, 180 không có, nó rất là nhiều loại. Nên là mình không biết loại nào là loại chính hãng, nên là cái này mình đã sử dụng trên xe của mình ha. Đã sử dụng trên xe của mình thì các bạn thấy là xem cái đầu video rồi đó, mình có để cái hình trên xe mình đã lắp sẵn. Thì các bạn nào quan tâm về cái loại gù này thì các bạn liên hệ về số Zalo của mình nhé. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn nha, rất hy vọng là được các bạn ủng hộ từ mình. Và khi nào có những sản phẩm gì mới lạ và chất lượng hơn nữa thì mình sẽ cập nhật lên kênh Alo Xe của mình. Hy vọng là các bạn theo dõi cũng như là đăng ký kênh ha, để cập nhật nhiều cái sản phẩm cũng như là nhiều cái món đồ chơi tốt nhất cho anh em nữa nha. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.